Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 29 tháng 4 năm 2023. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có rất là nhiều những cái mặt hàng xinh đẹp với cái giá rất là yêu thương, những cái phần lan, những cây lan đột biến hôm nay với cái giá, và nhiều những cái cây lan đẹp đáng sưu tầm cho buổi tối ngày hôm nay ạ. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là một cái lô trầm tím siêu VIP luôn ạ. Cái lô trầm tím siêu nụ cực kỳ là đẹp như thế này cô chú anh chị này, mà bầm gốc chi chít luôn ạ. Hàng một gần như là 100% thân tơ nên là mầm gốc cực nhiều như vậy. Và thân hoa cũng rất là nhiều. Em bán trầm tím này với giá là 420.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Những cái nụ hoa tím lịm rất là đẹp luôn như thế này. Đó, những cái nụ hoa tím như vậy thì chắc chắn là cô chú anh chị sẽ có được những giò lan quá là tuyệt vời, những trò trầm rừng rất là đẹp để thưởng thức với giá chỉ 420.000 thôi. Và em sẽ bán từ 0,2 kg, tức là 84.000. Cô chú anh chị có giò lan đẹp để mà sưu tầm rồi và ngắm hoa cũng như làm giống rồi cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan đùi gà tròn của vùng Cao Bằng ạ. Đùi gà tròn của vùng Cao Bằng, cô chú anh chị có thể nhìn cho em ạ. Những bông gà tròn mặc dù là thân như là gà dẹt nhưng cô chú anh chị có thể thấy là mắt nhung đen rất là đẹp. Và cực kỳ là sai bông luôn ạ. Cô chú anh chị có thể thấy những cái cần hoa cũ còn sót lại. Hoa đùi gà tròn của vùng Cao Bằng em đã cắt tỉa rất là kỹ rồi. Và cô chú anh chị có thể thấy là cái sắc hoa rất là rực rỡ. Cái dòng này thì nở khá là sát vào thời điểm Tết, nên là thời điểm bây giờ thì hoa đã đi vào giai đoạn tàn. Cô chú anh chị có thể lấy về làm giống thôi nhé. Bây giờ em bán là 180.000 trong 1 kg để cô chú anh chị có thể sưu tầm những cây đùi gà của vùng Cao Bằng ạ. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng thảo môi tua, hay còn có tên là hoàng long vĩ này cô chú anh chị này. Cái dòng môi tua này cũng đang bắt đầu là sưng nụ. Cái dòng lan với những cái bông hoa cánh vàng và cái môi tua rất là độc đáo luôn ạ. Giá em bán là 140.000 trong 1 kg. Và em cũng sẽ bán theo phần cô chú anh chị nhé. Để cô chú anh chị có thể cùng nhìn cho em. Ở đây thì em đã chia ra theo phần, cô chú anh chị có thể mua từng phần một này. Phần như thế này cô chú anh chị làm một giò đẹp luôn. Giá là 40.000, em gọi là phần 1 ạ. Phần 2 cũng là nguyên một dề nhé cô chú anh chị nhé. Nguyên một dề về rất là dễ ghép luôn, với giá em bán là 45.000. Và phần số 3 là một cái dề rất là to luôn cô chú anh chị này. Mới dề to luôn nhé cô chú anh chị, rất nhiều cái thân hoa như thế này này. Và cái dề này em bán là 70.000 này cô chú anh chị. Và sang bên này đây thì em có một cái dề kiều vàng, phải nói là vô cùng là đẹp đấy ạ, xuất sắc luôn. Cái giá dề này em bán là 160.000 cho cái dề kiều vàng này nhá. Và bên này đây thì em có dòng lan kiều vàng này. Cái lô kiều vàng ở đây cô chú anh chị ạ. Cái dòng kiều vàng đang là cái tầm ghép rất là đẹp, thì hàng em cũng đã cắt tỉa kỹ rồi cô chú anh chị. Em bán kiều vàng này, hàng của ngày hôm nay ạ, bình thường em bán 190.000. Thì hôm nay em sẽ xin để lại với giá là 180.000 trong 1 kg thôi. Và ở đây em có một cái dề hoàng thảo thập hoa, hiện tại đang xuống lá mà đang bắt đầu là chuẩn bị nhú rất là nhiều nụ luôn này cô chú anh chị này. Đó, đang bắt đầu nhú rất là nhiều nụ luôn ở đây cô chú anh chị nhá. Và cái dề hoàng thảo thập hoa này em xin phép được bán, cái dề này to luôn ạ. Rất là nhiều thân luôn, chẳng qua hiện tại là cây rụng hết lá nên cô chú anh chị không được thấy được rõ cái thân hoa của nó thôi. Cái dề thông hoa này em bán với giá là 70.000 ạ. Và bên này đây thì em có cái dòng lan đai châu rừng, hoàng thảo hương vani. Một cái lô hoàng thảo hương vani đang nụ rất là đẹp ạ. Cái dòng hương vani thì mùa này cũng đang xuống lá cô chú anh chị nhé. Nên là cô chú anh chị không thấy được, chỉ thấy là thân cây sắc sơ chứ không thấy được cái vẻ đẹp của nó. Hàng hiện tại đang nụ, khi nào mà nó nở hoa thì chắc chắn là cô chú anh chị sẽ cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó ạ. Bắt đầu là đang có những cái thân cho nụ rồi. Và cái dòng này em xin phép được bán với giá cả lô này sẽ là 80.000 cho lô hoàng thảo hương vani này nhá. Sang bên này đây sẽ là những cái cây đai châu rừng bắp trụ vô cùng là xinh đẹp luôn ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Hiện tại cây đang bắt đầu là ra những cái rễ non mới. Cái mùa cây mùa ghép rất là tuyệt vời của dòng đai châu là nghinh xuân ngọc điểm ạ. Với giá em bán ở đây là 230.000 trong 1 kg. Và ở đây thì những cây này khá là nhỏ cô chú anh chị nhé. Ở 1 kg cô chú anh chị sẽ có thể sở hữu khoảng tầm 20 cho đến 30 cây.
Đấy, 20 cho đến 30 cây và cây rất là khỏe luôn và hàng không bỏ, lá chân rất là đẹp như vậy. Với những cây như thế này này, về cô chú anh chị trồng mỗi một năm nó có thể cho 2 đến 1 3 đến 4 lá cô chú anh chị ạ, 3 đến 4 lá thì đến cuối năm cô chú anh chị cũng có những cây đai châu rất là đẹp để mà ấy rồi mà để mà xem ngắm rồi ạ. Và những cây này này cô chú anh chị về ghép trụ thì rất là xinh luôn ạ. Xin nhắc lại 230.000 trong 1 kg, em sẽ bán từ 0,2 kg. Thì 0,2 cô chú anh chị có thể sở hữu khoảng tầm 5 cho đến 4 cho đến 6 cây, hoặc là 4 cho đến 6 cây cô chú anh chị ạ. Đấy là 46.000 cô chú anh chị nhé. Còn nếu mà không thì cô chú anh chị có thể chọn theo hình này cho em. Ở đây thì em có các phần này, phần này em gọi là phần số 1. Phần số 1 này em bán 70.000, rất là nhiều cây ở đây ạ. Đấy, cây nào cây đấy rất là xinh luôn. Phần số 1, 2 này, 3 thành 5 này, 5 với cả 4 bên này nữa, 9 cây. Đấy, 9 cây là 70.000. Phần số 2 này, phần đai sâu số 2 cũng là 70.000. Cô chú anh chị nhìn thấy cho em cái bộ rễ của nó đang bắt đầu là bén rất là đẹp và cây cực khỏe luôn ạ. 3 cây này, 4, 5, 6, 7, 8 cây. Lô này 8 cây thì cũng với giá 70.000. Phần tiếp theo sẽ là phần số 3, là những cây khá là lớn hơn thì em bán với giá 90.000. Đây, 2 cây, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây, 5, 6, 7, 8 cây, 90.000. Thì cái lô này cây sẽ lớn hơn này. Và phần số 4 ạ, phần số 4 ở đây thì em bán với giá là 70.000 này. Phần này thì còn có lẫn cả một cây đai châu Thái nữa này cô chú anh chị, rất là xinh luôn. Cây nào cây đấy rất là khỏe. Cái lô này thì 70.000, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, trên 10 cây gì đó nhé cô chú anh chị nhé, 70.000. Dạ bên này thì em có 2 cái lô Vanda. Vanda hay người ta còn gọi là Mỹ Dung Dạ Hương cô chú anh chị nhé. Và hoa thì rất là thơm, đặc biệt là vào buổi tối. Cái dòng này này, hoa rất là thơm, dễ thuần, dễ chăm. Thì một cái lô Vanda như thế này ạ, em bán là 50.000 và em có 2 lô nhé cô chú anh chị nhé. Hôm qua cũng rất là nhiều khách hỏi nhưng mà em tưởng là hết hàng rồi, đang chuẩn bị đi vào mùa hoa, không dám nhận đơn. Đấy, em còn 2 lô rất là đẹp, một lô như thế này là 50.000 ạ. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan kiếm tiên vũ này cô chú anh chị này, dòng kiếm tiên vũ với giá chỉ có 50.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé, dòng lan kiếm tiên vũ ạ. Sang bên này thì em có một cái rề rất là to, đây là một cái rề trời ơi, cái rề này mà nếu đây là cái rề nhất điểm hoàng cô chú anh chị ạ. Vẫn còn vừa rồi thì cho rất là nhiều hoa đẹp luôn. Hiện tại thì vẫn còn có vài bông hoa và cô chú anh chị mặc dù sắp tàn rồi mà cô chú anh chị vẫn có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời của nó ạ. Đây ạ, cô chú anh chị có thể thấy này, cánh hoa của nó màu hơi phớt vàng một chút và đặc biệt là cái lưỡi của nó là màu đỏ cam rất là tươi và rất là nổi bật luôn đúng không ạ? Đó, cái dòng lan nhất điểm hoàng. Nếu như mà cả rề này mà cô chú anh chị được thưởng thức ngay khi mà hoa đang nở thì phải nói là tuyệt vời luôn, cái mặt bông đẹp. Và cái rề nhất điểm hoàng rất là to này, rất là to này. Em xin phép được bán cái rề này với giá là 100.000 cô chú anh chị nhé, cực kỳ là to luôn, nguyên một rề 100.000 ạ. Bên này thì em có một cái lô phi điệp vàng này, lô phi điệp vàng này. Lô phi điệp vàng này thì rất nhiều luôn, với giá em bán là 90.000 cho một lô phi điệp vàng này, chắc về cô chú anh chị phải làm được 2-3 giò. 2-3 giò luôn cô chú anh chị nhé, rất nhiều thân ạ. Và sang bên này đây cô chú anh chị cùng em ngắm những cây địa lan quân tử nhé cô chú anh chị nhé. Cái lô địa lan quân tử này về cực kỳ là xinh luôn cô chú anh chị ạ. Những cây địa lan quân tử rất là nhiều cặp lá và những cây đã trưởng thành. Và cái lô này về thì cây lá ngắn và lá nhăn rất là đẹp cô chú anh chị này. Lá ngắn nhăn rất là đẹp, lá tròn và lá ngắn nhé cô chú anh chị nhé. Tròn ngắn và có phần nhăn ở đây ạ. Mỗi một cây là nhiều cặp lá rất là đẹp như thế này. Em bán một cây như thế này chỉ với giá có 70.000 thôi ạ. 70.000 cho một cái cây lan quân tử này. Những cái cây địa lan quân tử này cô chú anh chị có thể lên Google để search để biết về tác dụng rất là tuyệt vời của nó ạ. Ngoài cái ý nghĩa phong thủy rất là tốt thì cây địa lan quân tử này em nghĩ rằng mỗi một gia đình đều nên có tầm khoảng 1 đến 2 cây cho gia đình, bởi vì là cái cây này thì nó sẽ giúp mình loại bỏ những chất khí độc hại trong không khí này. Và đặc biệt là sẽ loại bỏ ngay cả những cái tia sóng từ điện thoại hay tivi để tạo ra một cái không gian sạch sẽ và thoáng tuyệt vời nhất cho mọi thành viên, bảo vệ sức khỏe mọi thành viên trong gia đình. Đấy, với cái tác dụng rất là tuyệt vời như vậy thì em nghĩ rằng ngoài cái việc là tiểu cảnh mang ý nghĩa phong thủy tuyệt vời thì nó mang cái tác dụng quá là tuyệt vời đối với lại sức khỏe mọi thành viên cô chú anh chị ạ. Mà chỉ có 70.000 thôi. Đấy, like cây lan rất là đẹp nhá cô chú anh chị nhá, địa lan quân tử ạ. Sang bên này đây thì em có những cái cây lan hoàng tử áo trắng. Cái dòng hoàng tử áo trắng này bình thường cô chú anh chị thấy trên thị trường bán không dưới 200.000. Thì ở đây ạ, hiện tại những cây lan quân tử lá bóng bẩy mượt mà cực khỏe như vậy. Cây to nhá,
Cô chú anh chị, em bán với giá là 180.000 cho một chậu thôi. Sang bên này đây thì em có dòng lan cát le, dòng lan cát mini. Dòng cát mini cho mình hoa quanh năm, và những cái cây này hiện tại đang bắt đầu cho nụ. Cô chú anh chị có thể cùng nhìn cho em. Có những cái bông hoa nó sẽ là sắc hoa màu cam rất là đỏ tươi, rất là sắc, và cái lưỡi đỏ rất là đẹp luôn như thế này. Cũng sẽ có những cái mặt bông mà nó sẽ là hoa màu cam và pha lẫn chút xíu đỏ bên trên, cô chú anh chị nhé. Dòng này cho hoa quanh năm. Cô chú anh chị có thể cùng nhìn cho em này. Hiện tại thì như cái giò này, hiện tại là đang có, đây, vừa có một cái thân đang hoa tàn thì hiện tại đang có một cái thân nụ lên này cô chú anh chị này. Mầm gốc lên rất là đẹp và một chậu này cực kỳ là khỏe luôn nhé. Và một cái chậu cát mini như vậy cho mình hoa quanh năm liên tục. Với giá em bán chỉ có 90.000 cho một chậu cô chú anh chị ạ. Cây dễ thuần dễ chăm luôn cô chú anh chị này. Đó, nhìn những mầm gốc. Những cái chậu này về cô chú anh chị sang một chậu mới cho em. Và cô chú anh chị bón cái lượng phân mà hàm lượng kali cao thì nó sẽ cho hoa liên tục luôn ạ. Hoa thì vừa xinh đẹp mà lại còn rất là thơm nữa mà cho hoa quanh năm nhé. Sang bên này sẽ là những cây đai châu, những cây đai châu Thái này cô chú ý chị này. Đai châu Thái thì sẽ rất là nhiều màu ạ. Một cái cây như vậy, một bên lá dài ít nhất là khoảng tầm 20 cm, em bán với giá sẽ là 90.000 cho một giò. Bên này đây sẽ là những cái chậu quế tím ạ. Những cái chậu quế tím này mỗi một giò sẽ là 3 cây này. Hiện tại có những cái cây nó đang nụ nhé cô chú ý chị nhé. Một cái chậu quế tím hoa của nó có thể sánh cả hoàng nhạn. 140.000 cho một chậu quế tím này cô chú anh chị. Một chậu là 3 cây. Bên này sẽ là hỏa hoàng cam. Những giò hỏa hoàng cam cũng có 3 cây rất là xinh. Em bán hỏa hoàng cam này với giá là 100.000. 100.000 cho một cái chậu hỏa hoàng cam ạ. Và bên này đây sẽ là những cây lan vũ nữ mà theo em, em nghĩ rằng là tất cả những người chơi lan thì sẽ là những cây lan vũ nữ mà đáng sưu tầm và đáng thưởng thức nhất trong tất cả những cái dòng lan vũ nữ cô chú anh chị nhé. Đầu tiên sẽ là dòng lan vũ nữ Socola Baby ạ. Chắc chắn về cái vẻ đẹp cũng như cái hương thơm của nó sẽ làm cho cô chú anh chị cực kỳ là mê. Ở đây mỗi một cần hoa của nó sẽ dài khoảng tầm 1 mét cho đến hơn 1 mét và phân rất nhiều nhánh đây cô chú anh chị. Như là đây ạ, hiện tại cây đang bắt đầu là phân nhánh rồi đây cô chú anh chị nhé. Em cũng chọn những cây mà nó cần nụ nó ngắn để khi mà vận chuyển đến tay cô chú anh chị ạ. Thì là nó sẽ không bị ảnh hưởng nụ để cô chú anh chị có thể đạt được cái một mùa hoa trọn vẹn nhất nhé cô chú anh chị. Những cái chậu vũ nữ Socola Baby chỉ cần một cần hoa như thế này thôi, đảm bảo là thơm khắp cả cái không gian phòng luôn. Đấy, hoa sắc hoa Socola đỏ và cực kỳ là thơm, bền hoa mà cho mình hoa quanh năm cô chú anh chị nhé. Một cái chậu vũ nữ Socola Baby với giả hành rất là bự và đẹp như thế này. Chậu rất là bự và chậu nào cũng đang nụ. Em bán với giá là 180.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là cái những cái chậu vũ nữ hoàng hậu xanh cô chú anh chị ạ. Vũ nữ hoàng hậu xanh thì hiện tại đang nụ này cô chú anh chị nhìn này. Đó, dòng vũ nữ hoàng hậu xanh này với cần hoa rất dài trên 1 mét luôn cô chú anh chị nhé. Những vũ nữ hoàng hậu xanh đang nụ rất là đẹp. Cây trưởng thành cực đẹp như thế này và cần hoa của nó sẽ có thể dài cả mét. Và khi mà nó nở hoa thì thoải mái cô chú anh chị uốn tạo dáng theo sở thích của mình luôn. Có thể tạo uốn tạo dáng theo sở thích của mình mà cực bền hoa luôn cô chú anh chị nhé. Đấy ạ. Ôi dồi ôi, có một cái cây kia không biết là sao bị gãy mất nụ rồi. Đấy. Em bán với giá là 150.000 cho một cái chậu vũ nữ hoàng hậu xanh này cô chú anh chị này. Tất cả là những cái chậu đều, mỗi một chậu đều đang có nụ để cô chú anh chị có thể về thưởng thức hoa luôn ạ. Sau bên này đây sẽ là những cái chậu lan vũ nữ cam lửa hay là vũ nữ mèo cam. Hiện tại thì cây cũng đang nụ này cô chú anh chị này. Những cái chậu mà nó đang nụ như thế này thì nó sẽ ít cây hơn cô chú anh chị nhé. Còn những cái chậu nào mà chưa có nụ, đây ạ, những cái chậu nào mà chưa thấy nhú nụ, những cái cây này thì chắc chắn là nó sẽ cho cô chú anh chị nụ rất là sớm thôi. Bởi vì cái dòng này nó cho hoa quanh năm này. Thì những cái chậu mà nó chưa nụ ấy thì nó sẽ có nhiều giả hành hơn. Những cái chậu có nụ thì nó sẽ ít giả hành hơn một chút. Đồng giá em cũng bán là 180.000 cho dòng vũ nữ mèo cam hay là vũ nữ cam lửa. Rất là độc đáo, đẹp ở đây. Mang hình dáng như những chiếc chú mèo rất là độc đáo luôn. Sang bên này đây sẽ là dòng lan vũ nữ ngọc nữ ạ. Nghe tên thôi thì cô chú ý chị cũng có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp rất là quyến rũ của nó rồi đúng không ạ. Dòng ngọc nữ một cái chậu rất là bự này. Rất là bự, rất nhiều thân. Hiện tại thì có những chậu mà đang nhú nụ rồi, có những chậu thì cũng đang chuẩn bị đây, chuẩn bị nhú nụ lên ngách lá thôi. Em bán một cái chậu như vậy cũng với giá là 180.000 cho dòng ngọc nữ nhé. Và ở đây sẽ là những cái chậu dáng hương đuôi sóc ạ. Những chậu dáng hương đuôi sóc của chú anh chị cùng ngắm cho em ạ. Hiện tại cây đuôi sóc cũng đang nụ, cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Và một chậu như vậy thì nó sẽ rơi vào ít nhất là 4 cây cho một chậu, 3 đến 4 cây cho một giò, đẹp như thế này. Có 130 cho một chậu thôi. Và đây ạ, em đang có một cái chậu kiều lộc bắc duy nhất nhé cô chú anh chị nhé.
Hiện tại cây đang lên mầm này, đang lên những cái mầm chồi tơ mới này. Và một cái chậu kiều lộc bắc xinh xắn này em bán rẻ luôn cho cô chú anh chị với giá là 120.000 nhá. Cô chú anh chị nào mà xem được cái clip này thì sẽ là được sở hữu cái giò kiều lộc bắc siêu rẻ và xinh đẹp ở đây ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ rất là nhiều những cái là mặt hàng lan đẹp, những cây lan đột biến, những cái giò hàng lan rừng rất là tuyệt vời luôn mà em đã chia ra theo từng hình rồi để cô chú anh chị mình có thể chọn lựa sưu tầm cho sân vườn của nhà mình, thỏa mãn những cái cây lan mà mình cảm thấy là yêu thích với giá rất là yêu thương luôn. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị nhé. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, có lẽ đây sẽ là một cái lô sơn thủy tiên cuối cùng của dòng đột biến họng nâu đen và nâu đỏ này. Cái dòng này là dòng sơn thủy tiên đột biến cô chú anh chị nhé. Và chỉ bán khi mà cây đang hoa, bởi vì cái hàng này sẽ là bảo hành mặt hoa cô chú anh chị ạ, sẽ bảo hành mặt hoa. Hàng này thì bình thường nếu như cô chú anh chị mà mua cái hàng ở rừng thì chắc là một tạ cô chú anh chị không có được ngay một cái nhánh nâu đen nâu đỏ như thế này đâu ạ. Hình này em gọi là cái hình số 1, cô chú anh chị nào muốn sưu tầm thì có thể đặt hàng cô chú anh chị nhé. Đây ạ, cái họng màu đỏ, nâu đỏ rất là sáng và đẹp như thế này. Và cái rề này thì với những cái giả hành rất là bự luôn như vậy, em xin phép được bán với giá là 360.000 cho cái hình số 1 nhé. Hình số 2, một cái rề rất là to luôn cô chú anh chị này. Một rề lớp rất là to. Rề này thì có lẫn một nhánh này vàng, một nhánh lẫn một rề họng vàng, còn lại là những cái rề rất là đẹp ở đây. Đó, cô chú anh chị cùng nhìn cho em cái mắt nâu đỏ nhá, rất là đẹp. Mắt nâu đen rất là đẹp. Và cả cái hình này em xin phép được bán nó với giá là 620.000 ạ, 650.000 cho cái rề này ạ. Hình tiếp theo sẽ là cái hình số 3, hình số 3. Với giá là 430.000, cô chú anh chị cùng nhìn cho em cái rề này và cùng ngắm cho em cái mặt đông của nó nhé. Cái họng nâu đỏ rất là đậm đà như thế này. Đó. 430.000 cho cái rề số 3. Tiếp theo sẽ là cái hình số 4 ạ. Cái giả hành căng mướt cực đẹp luôn. Hình số 4 này. Và đây là cái mặt đông của nó ạ. Cũng rất là đậm đà, màu đỏ tươi, màu nâu đỏ rất là sáng, đẹp như thế này cô chú anh chị này. Đó. Và cái rề này xin phép được bán là 560.000 nhá. Gọi là cái hình số 4 ạ. Hình tiếp theo là hình số 5 này. Hình số 5, nguyên một cái rề ở đây. Cũng là mắt nâu đỏ, rất là sáng, rất là đẹp như thế này. Đây ạ. Và cái rề này thì em xin phép được bán với giá là 350.000. Sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 6. Là một cái hình dáng hương đuôi cáo, có 4 cây cô chú anh chị nhé. 4 cây và hiện tại cũng đang có những cây có nụ này. Cái hình số 6 này, đây này. Ở đây hiện tại em đang thấy có 2 cây có nụ rồi. Hình này em xin phép được bán là 120.000 ạ. À, cô chú anh chị có thể mua cho em những cái giò lan thuần này về treo thưởng thức hoa luôn ạ. Cái giò này em gọi là cái giò số 7 này. Giò số 7 đang nụ cực đẹp ở đây cô chú anh chị nhá. Đang nụ rất là đẹp này. À, hàng này thì là đây là những cây lan dáng hương đuôi cáo mà tự nhà em trồng thuần. Chậu này ít nhất là 3 nụ. Ít nhất là 3 nụ rồi. Nên là cô chú anh chị nhìn là cây nó rất là khỏe, bởi vì là cây là khỏe, khỏe và chắc chắn là về cô chỗ cô chú anh chị sẽ rất là dễ thích nghi, bởi vì em không có sự chăm sóc nhiều. Cái giò này em bán là 250.000, 250.000 cô chú anh chị nhé. Những cái giò như thế này em nghĩ rằng nhiều nơi khác người ta bán không dưới 300.000 ạ, cho dáng hương đuôi cáo tầm bây giờ. Tiếp theo sẽ là cái hình số 8. Cái hình dáng hương đuôi cáo số 8 cũng là cái giò có 4 cây cô chú anh chị ạ. 4 cây dáng hương đuôi cáo và hiện tại em thấy đang có cây nhú nụ. Cái giò này không phải 4 cây mà là 5 cây ạ. Em cũng bán với giá là 250.000. Thế thì tùy cô chú anh chị lựa chọn nhé. Tiếp theo sẽ là hình số 9. Hình số 9 này cũng là một cái giò dáng hương đuôi cáo 4 cây và đang nụ. 4 cây đang nụ cực đẹp ở đây ạ. Cô chú anh chị nhìn này. Đó, nó không có mượt mà như những nhà vườn chuyên, gọi là chuyên vườn chăm sóc. Em ở đây em chỉ trồng vào, treo lên như vậy thôi. Bón một ít bón, phân bón vi sinh thôi cô chú anh chị ạ. Phân vi sinh, phân từ phân trâu ấy. Em bán cái chậu này với giá là 250.000. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 10. Cái chậu dáng hương đuôi cáo số 10 này là một cái chậu 3 cây cô chú anh chị nhé. Chậu cáo 3 cây và đang nụ rất là đẹp ở đây ạ. Giò này với giá em bán sẽ là 200.000 cô chú anh chị ạ. 200.000 ạ.
Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 11 là 17 ạ. Hình số 10 à, hình này là gọi là hình 10, 10 à, hình 11. Cái giò số 11 này, cô chú anh chị này. Cây rất là khỏe luôn. Đấy, nụ này, vươn cong dài cong bút, dáng hương đuôi cáo thì nổi tiếng với cái cần hoa rất là dài. Cái chậu này cũng là 4 cây nhá cô chú anh chị nhá. Em cũng bán với giá là 250 nghìn. Và tiếp theo sẽ là cái chậu số 12. Cái giò số 12 cô chú anh chị cùng ngắm cho em, cái giò này có 3 cây cực đẹp luôn. Đấy ạ, 3 cây rất là 3 cây nhá. Đấy, thêm một cây này là cây thứ tư thì bị lỗi ngọn. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 210 nghìn. Cả 3 cây này đang nhú nụ nhá cô chú anh chị nhá. 3 cây xếp thẳng rất là đẹp. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 13. Cái hình 13 thì cây này là cái bản lá khá là to, nhưng mà tiếc là cây này nó bị dập cái lá ngọn này. Dập cái lá ngọn một chút cô chú anh chị ạ, nụ ở đây rất là đẹp. 4 cây nhá cô chú anh chị nhá, 4 cây luôn ạ. 4 cây cáo luôn. Thì cái giò cáo này em xin phép được bán với giá là 190.000 đi cô chú anh chị. Về ngắm một mùa hoa thôi đã luôn cô chú anh chị này. Nụ này. Đó, hơi dập cái lá ngọn một tí, về cô chú anh chị có thể cắt cái lá ngọn này đi không sao cả nhá. 190.000 cho chậu cáo này. Thì tiếp theo sẽ là cái hình số 14. Cũng là một cái giò dáng hương đuôi cáo, một cái bảng, một bảng trụ dáng hương đuôi cáo. Thì cái bảng này thì nói chung là không được, cũng không được đẹp lắm. Này, có đang có một cây nhú nụ. À, cũng được ngắm hoa xinh đẹp rồi. Em bán cái giò này. Giá là 60.000 đi cô chú anh chị nhá. Đấy 60.000. Đó, về cô chú anh chị có thể treo lên như thế này đến mùa hoa ngắm hoa nhá. 60.000 ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 15. Một cái giò ba khúc cáo dáng hương đuôi cáo nguyên bản ạ. Đây ạ, cây này đang nụ này. À, giò bên này thì có 2 cây này, tất cả là 3 cây cô chú anh chị ạ. Có ba cái hai cái khúc dáng hương đuôi cáo nguyên bản và 3 cây như vậy. Giá em bán là 100.000 đi cô chú anh chị nhá, 100.000. Đấy, riêng cái cây này thôi cô chú anh chị ngắm hoa một mùa hoa thôi cũng rất là xứng đáng rồi đúng không ạ? Em bán 3 cây này 100.000. Dạ, phi điệp vàng ạ. Phi điệp vàng cái hình số 16. Hàng phi điệp vàng, một trong ít những cái cây lan mà nở hoa tháng 8. Hiện tại cây đang bắt đầu chuẩn bị cho nụ rồi, chuẩn bị sưng nụ rồi, đến mùa tháng 8 có những cây nụ sớm đã bắt đầu sưng nụ rồi. Đa số là còn đang đi ngọn như thế này. Cái giò này em bán là 150.000 nhá cô chú anh chị nhá. Là cái hình số 46 ạ, 150.000. 47 sẽ là 140.000 này. 140.000 cho giò này, hiện tại là đang đi ngọn. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 18, cũng là 140.000 ạ. Và 49 là cũng là 140.000. Cô chú anh chị mỗi một giò như vậy, 150.000 cho giò 49 nhá. Mỗi một giò như thế này thì cô chú anh chị sẽ có một cái suối hoa vàng ở một cái suối hoa vàng rất là đẹp ở mùa tháng 8 ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 24. Đây là một cái hình kiều tím miền Trung, hay còn gọi là kiều hồng. Và hiện tại là cây này là hoàn toàn chưa nụ nhá, đang chờ đợi chuẩn bị cho mùa hoa đây ạ. Những cây rất là khỏe và đẹp như thế này. Cái lô này về cô chú anh chị là một lô rất đẹp luôn, 3 rề. Em bán 200.000. Tiếp theo sẽ là hình số 21 ạ. Cũng là một cái phần quá đẹp ạ. Chỗ này là 2 rề mướt như thế này ạ. Em bán với giá cũng là 200.000 cô chú anh chị nhá. Là hình 21 ạ, nó là 2 rề này. Hai rề về cô chú anh chị được làm được hai giò luôn, 200.000 cho lô kiều tím này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 22. Cái lô kiều này em bán là 100.000. Đó, hai cái rề, một cái rề tròn vo rất là đẹp luôn, kèm theo hai rề nhỏ bên này nữa. Đó, với giá là 150.000 thôi cô chú anh chị ạ, quá là rẻ bèo luôn ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 23, là một lô rất nhiều luôn. Với giá em bán là 150.000. Hình tiếp theo là hình số 24 ạ. Hình 24 này cũng là một lô rất nhiều này. Em cũng bán với giá là 150.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 25. Nguyên một rề như thế này ạ. Nguyên một rề, thân lá to đẹp như thế này, em bán với giá là 150.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 26 nhé. Là một cái giò dáng hương tam bảo sắc, cây cực kỳ là cứng cáp, đang cho nụ này. Hoa của tam bảo sắc thì có thể sánh với cả hoàng nhạn luôn cô chú anh chị ạ. Với chậu lan thuần đẹp như vậy, em bán với giá là 140.000 cô chú anh chị nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 10-27, hình 27 ạ. Hình 27, một cái giò, đây, cây tam bảo sắc lá xếp rất là đẹp luôn, hiện tại đang nụ cực kỳ tuyệt vời. Đấy, chậu lan này thì em đã thuần rất là lâu rồi. Cái giò này em bán với giá là 150.000 ạ, cho giò số 27 nhé. 28, với giò dáng hương cẩm báo, hoa cực kỳ là thơm luôn, đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em. Đấy, cái mặt bông rất là độc đáo và đẹp như thế này.
một cái khúc nguyên bản, một cái khúc này có ba cây cẩm báo thơm nức nở, đang cây này thì đang chuẩn bị là nứt nụ thôi, cây này thì đang có vài bông nở. Cái độ bền của hoa này phải tầm cây dưới này là tròn xếp rất là đẹp. Muối giò này là có ba cây như vậy này, ba cây cẩm báo như thế này. Xin phép em bán là 120.000 cho cái giò dáng hương cẩm báo này cô chú anh chị nhé, ba cây nguyên bản. Sang bên này đây sẽ là cái hình số 23, một cái giò lan đang nụ, chuẩn bị bung lụa ở đây ạ. Nụ tím lịm luôn. Em không biết là cái cây này là cây gì và cái mầm gốc của nó này cô chú anh chị này. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 80.000 cô chú anh chị nhá. 80.000 ạ, nhìn nụ đẹp mê luôn và mầm gốc lên cực đẹp như vậy là hình 29, 80.000. Tiếp theo là cái hình 30, cũng là một cái dàn nụ. Này không biết là cái cây phi điệp gì á cô chú anh chị. Nụ chi chít luôn. Đấy, mầm gốc này có cả ki trên thân nữa. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 60.000 cô chú anh chị về ngắm hoa nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 31. Đây là một chậu trầm rồng đỏ ạ. Chi chít là nụ luôn này cô chú anh chị này. Thân này nó bị gãy cái đầu ngọn này một chút xíu thôi ạ. Trầm rồng đỏ thì chủ yếu nở hoa vào thời điểm Tết, nhờ chỗ của em thì thời tiết nó khá là lạnh. Cây bây giờ hai thân đang bắt đầu là cho nụ đây ạ. Và đang có một mầm gốc nhá. Em bán cái chậu này về cô chú anh chị ngắm một mùa hoa nhé. Ngắm hoa với giá em bán là 60.000 cho cái chậu này. Đó. 60.000. Thôi bán 50.000 đi. Tiếp theo sẽ là cái hình số 31. Hình 32 này. Hình 32 cô chú anh chị cùng ngắm cho em một cái thân trồng rồng đỏ. Mà thời điểm bây giờ nó đang bắt đầu là cho hoa đây ạ. Cái hoa cực kỳ là tím và đẹp như thế này này. Là sáp bóng cực đẹp luôn. Đấy là ba cây đang bắt đầu là hé nở thôi cô chú anh chị nhá. Còn khá là nhiều những cái nụ ở đây này. Đó. Và bên này sẽ là cái giò này thì cây này là bị gãy này cô chú anh chị này. Về chỉ ngắm hoa cũng như là về cô chú anh chị sẽ chờ đợi những cái mắt ngủ ở đây nhá. Cái mắt ngủ ở đây thì nó lên ki này. Đây là giò số 1 này. Kèm theo bên này thì em có một cái giò trầm rồng đỏ ở đây. Cái giò này thì lại đang có hai mầm cực đẹp nhưng mà lại không có hoa cô chú anh chị ạ. Đó. Thì cả cái combo này, cả cái combo này em xin phép được bán với giá là 60.000 cho cái combo hai chậu hoa này, là cái hình số 32 cô chú anh chị nhá. Mỗi chậu thì đang có nụ hoa. Còn mỗi chậu thì không có nụ hoa nhưng mà lại chuẩn bị ki trên thân cũng như là hai mầm gốc rất là đẹp. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu HO. Năm cánh trắng hiển oanh cô chú anh chị nhá. Năm cánh trắng hiển oanh, chậu này thì đang nụ và đang ki trên thân này. Một cái mặt bông mà cô chú anh chị biết rồi, cái mặt bông mà em nghĩ rằng rất nhiều người trước đây là ao ước để muốn được ngắm cái mặt bông của nó. Trước đây một sen rơi vào khoảng tầm 8 triệu. Thì để mà chơi được thì em nghĩ rằng là không phải là ai cũng chơi được đúng không ạ? Nhưng mà thời điểm bây giờ thì nếu như cô chú anh chị nào mà cảm thấy thực sự yêu mến thì đây là một cái thời điểm rất là đẹp để cô chú anh chị có thể sở hữu ngay những cái cây có mặt hoa đẹp như vậy. Cái hình này em gọi là hình số 33. Vừa nụ vừa mầm gốc, vừa hoa như vậy em xin phép được bán là 140.000 thôi cô chú anh chị nhá. 140.000 thôi ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 34, cũng là một cái chậu HO. Một cái chậu HO cũng đang nụ ở đây này cô chú anh chị, rất là nhiều nụ. Đang có nụ ở đây nhá. Và cái giò này thì em xin phép bán 130.000. Và hình 35. 35 ạ, cũng là một cái thân HO chuẩn bị sưng nụ thôi. Đấy, thì em bán với giá là 110.000 bởi vì cái chậu này là chưa cho nụ. Còn bên này sẽ là một cái thân HO phải nói siêu VIP luôn. Nhưng mà tiếc là hiện tại là cây đang bắt đầu xuống lá và lên rất là nhiều mầm gốc như thế này, nhiều mầm gốc và nhiều ki. Mà hiện tại là em chưa thấy có nụ cô chú anh chị nhá. Không biết là những cái mắt trên này có nụ không. Cái chiều dài của nó phải tầm chiến đến cả 1 mét rồi cô chú anh chị ạ. Trước đây thì một cái thân như thế này chắc phải cái thời điểm mà trước đây ấy, hot như trước đây chắc phải cả mấy trăm triệu. Thì hiện tại một cái cây như thế này em bán chỉ có 170.000 thôi cô chú anh chị nhá. Đúng bằng cái hàng thường luôn. Một cái giá phải nói là vô cùng là rẻ luôn cô chú anh chị ạ. Siêu rẻ luôn mà hàng này bọn em bao chuẩn mặt bông cây giống cô chú anh chị nhá. Đấy là cái hình 36 ạ, hình 37 này. Hình 37 cô chú anh chị nhìn cho em cũng là một cái cây HO dài khoảng tầm 80 cm, mầm gốc và ki trên thân.
Ở bên trên này chắc là em nghĩ rằng là sau này sẽ là cho nụ, hiện tại đang bắt đầu xuống lá hết như vậy rồi. À, chắc là những cái thân trên này sẽ là cho nụ nhá. Em bán cái chậu này với giá là 150.000. Và sang bên này cũng là một cái cây, nó cao khoảng tầm 7-80 cm gì đó, cũng là hai mầm gốc này. Đấy, đang bắt đầu xuống lá và chắc chắn với thân khỏe đẹp như vậy, cô chú anh chị cũng sẽ có một cái mùa hoa rất là đẹp. Em bán cái chậu này hiện tại chưa nhú nụ nhá. Em cũng bán là 150.000 nhá cô chú anh chị. À, dòng lan phụ nữ lava cô chú anh chị ạ. Một cái dòng lan mà có những cái bông hoa rất là mỏng manh luôn, nhưng mà lại cực kỳ là bền hoa mà cho mình hoa quanh năm, với những cái bông hoa sắc đỏ thắm như thế này này. Đó, một cái chậu phụ nữ lava xinh đẹp như vậy, giá em bán là 110.000 ạ. Trong bên này đây thì em có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan nhé. Vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg, rêu rừng cực đẹp 50.000 trong 1 kg. Và bên này thì em có duy đỏ 60.000 trong một ống, Atonic 12.000 trong một gói, Hùng Nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp ạ. B1 Thái với giá 40.000 trong một lọ này. Liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da Mỹ Tiến là 40.000 này, liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Cái siêu da dễ N3M với giá 30.000 và cắt tan đặc trị thôi nhũn 40.000 cho một lọ. Kin Kin Bôn cũng là dòng đặc trị thôi nhũn 25.000 cho một gói nhé. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một túi ạ. Và dây buộc lan chiều dài 100m giao cắt kèm theo tiện dụng với giá 35.000 cho một cuộn. Và bên này thì phân chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp đã khẳng định thương hiệu rất là lâu năm rồi, giá em bán 35.000 cho một túi. Đặc biệt sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này, gia đình nhà em thì rất là thường xuyên sử dụng, chỉ sử dụng với loại phân bón này thôi. Gồm có dịch chuối, phân trâu và đỗ tương, một cái túi như vậy thì 1 kg với giá 35.000 cho chính chị nhé. Và em nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm cực kỳ là hoàn hảo, bởi ngoài phân trâu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa, nên là cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu. Ngoài ra thì nó còn cực kỳ là lành, thoải mái cho chính chị bón cũng như là trộn với cả giá thể, dễ bám lên mà không sợ bị trột, bị đen đầu rễ luôn ạ. Bên này thì em vẫn có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng với giá là 30.000 cho một túi, có dạng 40.000 cho một lọ, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt cô chú anh chị nhé. Hoàn toàn từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ. Cái mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn an thần vô cùng luôn, giảm đau một cách hiệu quả và không gây nó rát. Cái mùi, đặc biệt cái mùi hương của nó phải nói là cô chú anh chị, như em là người ở vùng Cao Bằng và nhà em cũng có những rừng hồi, thì nói chung là mỗi một lần lên thì những cái mùi hương hoa hồi thực sự nó làm cho mình cảm giác thư giãn vô cùng luôn ạ. Em được giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ạ. Xin phép được dừng clip ở đây ạ.